Là đấng đã làm bạn cùng người, phù hộ gìn giữ chúng con, thì chúng con cũng lấy lòng trông cậy cho vững vàng. Và xin ông Thánh Giuse bầu cử cho chúng con như vậy. Chúng con xin vì nhân đức kinh mến, hàng người làm bạn cùng giá thánh đồng trên là Mẹ Chúa Trời và là đấng trong máu phải tội tổ tông truyền, cùng vì lòng thương người đã ấm nay Đức Chúa Giêsu, thì chúng con xin ông Thánh Giuse ghé mặt lại mà thương đến hội thánh là phần sản nghiệp Đức Chúa Giêsu đã nay mau thánh mình mà chuộc. Này xin người dùng sức mạnh thiêng liêng và quyền phép người và giúp đỡ những sự chúng con còn thiếu thốn. Này đấng đã còi sóc Đức Chúa Giêsu cùng Đức và cho cẩn thận, thì chúng con xin người bên bờ con cái Đức Chúa Giêsu đã chọn. Này Cha rất thương yêu, chúng con xin người cất mọi sự dối trá cùng mọi tội lỗi cho chúng con khỏi mắc phải những sự ấy. Này đấng rất mạnh đang ở trên trời, hãy gìn giữ chúng con. Xin người rủ lòng thương và che chở chúng con đang khi chiến tranh cùng kẻ thù tối tăm và các ma quỷ, như xưa người đã gìn giữ Đức Chúa Giêsu cho khỏi cơn hiểm nghèo thế nào, thì vậy chúng con cũng xin người cứu chữa nay hội thánh cho khỏi các mưu kế giặc thù và các sự gian nan khốn khó như vậy. Cùng xin người hằng bầu cử cho chúng con được quan chức người và trông cậy vì quyền thế người, cho được giữ đạo cho trọn, cùng được chết nặng và được hưởng phúc vô cùng trên thiên đàng. Amen. Mời anh chị em ngồi. Cùng hiệp thông trong thánh lễ này, chúng ta tạ ơn Chúa Đức Mẹ Thánh Giuse, xin cho Châu Đức
khỏi bệnh và xin Chúa ban bình an cho gia đình và thế giới, và xin cho gia đình con gái biết ăn năn quay về với Chúa. Xin Chúa tha thứ tội cho chúng con, xin cho chúng con luôn tín thác vào Chúa. Xin ơn được tai qua nạn khỏi. Xin Chúa cho chiến tranh tại Ukraine vãn hồi. Xin an ủi người dân Ukraine và xin cho các lãnh đạo độc tài tôn trọng sự sống đồng loại. Cầu cho các linh hồn linh mục Giuse, Domenico, Anton, Vincente, Anne Maria, Maria, Anna, Giuse, Anne, Maria mới qua đời, Giuse Nguyễn Thị Văn Hiến nhân dỗ 100 ngày và Maria Phan Thị Rực cùng các linh hồn ông bà, cha mẹ, tổ tiên, nội ngoại hai bên, các linh hồn mồ côi, các linh hồn thai nhi, các linh hồn qua đời vì dịch tễ hay vì chiến tranh, cũng như các linh hồn, các tu sĩ, các linh mục, anh chị em đứng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Hôm nay ngày thứ tư trong tuần, chúng ta đặc biệt kính thánh cả Giuse và cũng đang trong tháng kính thánh cả, chúng ta chạy đến này xin thánh Giuse chuyển cầu và ủng hộ chúng ta, che chở chúng ta, bảo vệ chúng ta. Xin Chúa vì công nghiệp lớn lao của thánh Giuse giờ đây ban ơn tha thứ tội lỗi và cho chúng ta cũng biết khôn ngoan để chọn con đường đức tin, con đường của sự thuận theo thánh ý Chúa suốt đời mình. Vậy anh chị em ăn năn thống hối và cầu nguyện. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước và Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin thúc đẩy gia đình hội thánh Chúa luôn hăng say thực hành những điều hay lẽ phải. Xin đừng để chúng con phải thiếu thốn trong khi sống đời này và giúp chúng con đạt tới phúc lộc đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách Giê-rê-mi-a. Thiên hạ nói rằng: các ngươi hãy đến và chúng ta tìm cách chống lại Giê-rê-mi-a. Vì tư tế không thiếu lề luật, người khôn ngoan không thiếu lời chỉ bảo, tiên tri không thiếu lời giảng dạy. Hãy đến, chúng ta hãy dùng lời nói mà tố cáo nó,
và đừng để ý đến các lời nó dạy. Lạy Chúa, xin lưu tâm đến tôi và nghe tiếng quân thù của tôi. Làm lành mà phải gặp dữ sao, vì họ đào lỗ chôn tôi. Xin Chúa hãy nhớ lại, tôi đã đứng trước nhan Thánh Chúa để biện hộ cho họ. Chúa đã nguôi cơn giận họ. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thê-ô. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu đi lên Giê-ru-sa-lem, đem riêng 12 môn đệ đi theo. Dọc đường người nói với họ: Này, chúng ta lên Giê-ru-sa-lem và con người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. Người ta sẽ lên án tử cho người, sẽ nộp người cho dân ngoại để chúng nhạo báng, đánh đòn, rồi treo người lên thập giá, nhưng đến ngày thứ ba người sẽ sống lại. Bấy giờ bà mẹ các con ông Giê-bê-đê cùng với hai con đến gặp người. Bà sấp mình xuống lạy người, có ý xin người điều chi đó. Người hỏi bà muốn gì. Bà ta thưa lại: Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài trong nước Ngài. Chúa Giê-xu đáp lại: Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây ta sắp uống chăng? Họ nói với người: Thưa được.
người bảo họ: vậy các ngươi sẽ uống chén của ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thì không thuộc quyền ta ban, nhưng cha ta đã chuẩn bị cho ai thì người ấy mới được. Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em. Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: các ngươi biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ, và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các ngươi thì không được thế. Trong các ngươi, ai muốn làm lớn thì hãy phục vụ các ngươi, và ai muốn cầm đầu trong các ngươi thì hãy làm tôi tớ các ngươi. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, bao nhiêu ngày tháng đi theo Chúa Giêsu mà các tông đồ không hề có một chút tâm tư nào để chia sẻ suy nghĩ với Chúa của mình, với Thầy của mình cả. Bài tin mừng cho thấy điều đó rất rõ, như là một phản ánh hiện thực về tình trạng khác biệt, mâu thuẫn và nghịch lý giữa suy nghĩ của Thầy và suy nghĩ của trò. Tại sao tôi dám nói như vậy? Nếu anh chị em nhớ lại bài tin mừng tôi vừa công bố thì anh chị em chắc chắn sẽ hiểu được điều tôi nói. Phần đầu, Chúa Giêsu ngỏ với các tông đồ là bây giờ Thầy trò mình lên Jerusalem, để ở đó Thầy sẽ bị các thượng tế, các luật sĩ nộp và giết chết, lên án tử cho Thầy, rồi ngày thứ ba Thầy sẽ sống lại. Chúa Giêsu thì đang nghĩ về thánh giá mà người phải chấp nhận. Chúa Giêsu đang nghĩ về cuộc khổ nạn sắp tới mà người phải bước vào. Chúa Giêsu đang nghĩ đến lòng phản bội của người đời khi họ rắp tâm giết chết người. Và chính trong lòng dạ của người, tâm tư của người, ưu tư của người đang đầy những hình ảnh của thánh giá, của đau khổ, của máu đổ, của sự chết dành cho chính bản thân mình. Thì lúc ấy, điều hết sức ngược lại và như tôi nói lúc nãy, mâu thuẫn và nghịch lý, đó là ba mẹ con của Thánh Gia-cô-bê, Thánh Gioan cùng với người mẹ của mình chạy đến với Chúa Giêsu xin cái gì anh chị em? Quỳ xuống đất xin: Thầy, cho các con tôi đây. Khi mà Thầy thống nhất nước của Thầy thì hai con tôi, một ngồi bên hữu, một ngồi bên tả, nghĩa là trong vương quốc mà Thầy thiết lập thì con tôi đứng hàng thứ nhì, Thầy đứng hàng thứ nhất, đứa bên hữu, đứa bên tả, thiên hạ ai cũng phải lạy nó rồi. Nghĩa là nếu mà nói theo kiểu của chánh trị của Việt Nam chúng ta ngày nay thì Thầy mà làm tổng bí thư thì con tôi đứa làm chủ tịch nước, đứa làm thủ tướng. Nghĩa là trong thiên hạ này con tôi phải nắm quyền, đứng hàng thứ nhì trong quốc gia mà Thầy thống lãnh. Có nhiều nhà chú giải Kinh Thánh cho rằng hai đoạn văn Kinh Thánh này nằm ở xa nhau, có nghĩa là câu chuyện Chúa Giêsu báo trước cuộc tử nạn của người ở một hoàn cảnh khác, và câu chuyện mà ba mẹ con của Thánh Gia-cô-bê và Thánh Gioan cùng với mẹ của mình á,
đến xin Chúa nằm ở một hoàn cảnh khác. Nhưng mà rồi Thánh Matthew ráp hai hoàn cảnh đó lại. Thì tôi nghĩ thế này nè anh chị em, dẫu cho trong hoàn cảnh nào đi nữa, thì những gì mà các tôn đồ của Chúa đang thể hiện cũng đều là đứng ngoài những gì Chúa đang suy nghĩ hết á. Chẳng hạn như Chúa đã từng thông báo rằng Chúa sẽ bị giết chết, và con người làm lớn thì phải phục vụ anh em mình. Đó là những lời dạy rõ ràng và thường xuyên của Chúa. Thì ngay cả như bây giờ, ở hoàn cảnh khác, các tông đồ đến xin cho được ăn trên ngồi tróc, thì nó vẫn là một điều mâu thuẫn và nghịch lý. Thầy mình thì dạy một điều, mình thì có những tư tưởng kiêu ngạo, muốn làm lớn, muốn đứng trên, muốn đạp trên đầu anh em mình. Nhưng mà đâu phải có hai tông đồ này đâu, đâu phải chỉ có Thánh Gioan với Thánh Gia-cô-bê là ham muốn quyền lực, ham muốn lãnh đạo trong quốc gia mà họ nghĩ rằng Chúa Giê-xu sẽ thống lãnh đâu. Anh chị em thấy Thánh Ma-thi-ơ ghi lại lời này, 10 tông đồ còn lại đều bất bình với hai anh em. Hóa ra là vậy, cá mè một lứa. 10 ông kia không dám nói thôi, chứ lòng cũng đang nghĩ. Cho nên ganh tức với hai anh em này khi họ xin những điều này. Hóa ra là vậy. Hóa ra là cả 12 con người đi theo Chúa Giê-xu sau những năm tháng Chúa giảng dạy nhiều điều, nhưng họ không hề mang lấy tâm tư của Chúa. Họ không hề có một chút giáo huấn nào, hay nếu có thì rất ít, cho đến nỗi việc tham quyền cố vị nó lấn át tất cả những giáo huấn, những giáo lý Chúa dạy. Tôi nói như thế không phải là mạnh miệng lên án các tông đồ thời xưa đâu. Bởi vì ngày hôm nay các ông có sai thật, nhưng anh chị em nhớ sau khi đi vào cuộc tử nạn của Chúa rồi, các ông đã bỏ thầy tán loạn thật rồi. Nghĩa là trên đường đi theo Chúa nhiều lần các tông đồ của Chúa sai thật, nhưng sau khi Chúa Giê-xu về trời thì khác hẳn. Thánh tông đồ nào cũng được ban ơn thánh thần, trừ tông đồ Giu-đa đã tự tử, thì còn 11 tông đồ còn lại đều bôn ba rao giảng nước trời và chấp nhận tử đạo để xây dựng hội thánh Chúa. Cho nên điều mà tôi nói với anh chị em hôm nay chỉ nói trong hoàn cảnh này, và không phải to miệng để lên án các ngài đâu. Chúng ta phải khâm phục các ngài vì các ngài là con người yếu đuối thật. Nhưng sau đó khi lãnh trách nhiệm mà Chúa trao cho mình để xây dựng nước Chúa, thì các ngài đã bỏ tất cả mọi sự thuộc về mình, chỉ phụng sự nước Chúa và chỉ phục vụ giáo hội của Chúa, làm cho danh Chúa lan tỏa trên khắp thế giới này. Nhưng tôi mạnh miệng nói những điều như thế về các tông đồ, nào là cá mè một lứa, nào là trước sau vì gì cũng giống y như nhau, cũng tranh quyền, cũng cố vị, cũng ham muốn quyền lực, là tôi đang nghĩ đến tất cả chúng ta. Cũng vậy thôi, anh chị em và tôi, bao nhiêu ngày tháng, mấy chục năm trong đời chúng ta làm người, bao nhiêu ngày tháng chúng ta nghe giáo huấn của Chúa, chúng ta nghe lời Chúa. Chúa dạy mình nào là yêu thương, nào là khiêm nhường, nào là sống bác ái, nào là giữ lấy đức tin, nào là sống hợp theo thánh ý Chúa. Nhưng chúng ta soi mình lại xem, soi mình trong cái kiểu của hai tông đồ hôm nay và của 10 tông đồ còn lại thử xem, có lẽ chúng ta cũng không khác đâu. Mà có khi còn tệ hơn ở chỗ là chúng ta mang luôn tất cả những cái kiểu, những cái thói ở đời ấy đi vào cái chết, cho đến chết chúng ta vẫn giữ nguyên con người ấy của mình. Cho nên các tông đồ vẫn tốt hơn chúng ta, vẫn thánh thiện hơn chúng ta, khi các ngài đã bỏ tất cả để xây dựng hội thánh. Còn chúng ta có khi lại không được như thế, và ta mang nguyên cái con người thích kiêu ngạo, đi sai đường lối của Chúa, hay nói đi sai thì hơi quá,
chúng ta có thể là không đáp ứng được đủ thánh ý mà Chúa mong mình phải đi theo. Giống như vậy, chúng ta cứ khập khiễng suốt, chúng ta cứ què quạt suốt trong đời Kitô hữu của mình cho đến chết. Tôi nói thật, nhiều khi mình chết, mình ra đi, hoặc là có những hôm mà mình cảm thấy cái chết tới nơi. Tôi có những lúc mà mình bệnh nặng chẳng hạn, những lúc mình quá mệt mỏi chẳng hạn, mình suy nghĩ về cái chết thì mình mới thấy rằng, à, hóa ra trong những năm tháng qua tôi sống cũng chẳng ra gì. Mình mới kiểm điểm lại, mới cảm nhận được điều đó. Đó là người có sự kiểm điểm mình mà còn thấy như thế, thì huống hồ là những ai cứ bôn ba trong cuộc đời mà chẳng bao giờ nhìn lại bản thân, thì chúng ta sẽ càng sai đường cỡ nào. Cho nên dẫu sao thì cái cách của các tông đồ hôm nay xử sự với Chúa vẫn là cái cách mà chúng ta nhìn vào đó để thấy bản thân. Thưa anh chị em, một lần nữa Hội Thánh lại cho chúng ta sống trong mùa chay, lại là dịp tốt để một lần nữa mình nhìn lại bản thân, mình biết mình sống với Chúa ra làm sao, sống với anh chị em thế nào. Mình có ham hố tất cả mọi thứ, từ quyền lực, danh vọng, địa vị, của cải, cho đến những thứ mà trong cuộc đời này nó không thuộc về mình, mà có khi chúng ta cũng rất thích, rất ham, đến nỗi có những lúc chúng ta sống xa cách với Chúa, và thậm chí chính chúng ta cũng đã có tội. Xin Chúa tha thứ, nhưng đồng thời phải quyết tâm trở về và phải ăn năn thống hối thật sự. Xin các thánh tông đồ của Chúa cầu bào cho chúng ta để qua những ngày yếu đuối như các ngài, nhưng chúng ta vượt thắng yếu đuối, để chúng ta dùng chính sức người của mình cộng tác với ơn Chúa mà xây dựng Hội Thánh Chúa thật sự như chính các ngài đã đổ máu, đã chấp nhận cả mạng sống của mình hiến dâng để vì danh Chúa kia mà. Chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta, nếu không được như thế thì ít ra cũng mon men đi theo dấu chân của các tông đồ, để sau khi có những ngã, có những đuối, có những gập ghềnh, chúng ta sẽ bước qua để thẳng tiến con đường của mình về với Chúa cho đẹp lòng Chúa. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin vui lòng nhìn đến của lễ chúng con dâng, để nhờ cuộc trao đổi kỳ diệu trong lễ tế này, chúng con được giải thoát khỏi vòng tội lỗi.
chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã muốn chúng con dùng việc hãm mình mà tạ ơn Chúa, để nhờ đó chúng con là những người tội lỗi, giảm bớt được tính kiêu căng. Và khi giúp nuôi dưỡng những kẻ túng thiếu, chúng con trở nên những người biết noi theo lòng nhân hậu của Chúa. Vì thế cùng với vô số thiên thần, chúng con đồng thanh tôn vinh Chúa mà ca tụng rằng: Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân dân Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu khô hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, hai Đức Giám Mục Giuse và Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là các linh hồn Linh Mục Giuse, các linh hồn Dominico, Anton, Vincente, Anne Maria,
Maria, Anna, Giuse, Anne mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhớ của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế, và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyên rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chuộc cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin oái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin oái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con mà chúng con sắp lãnh nhận, cho chúng con được sống muôn đời. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Xin minh thánh Chúa Kitô gìn giữ con cho con được sống muôn đời. Xin mẫu thánh Chúa Kitô gìn giữ con cho con được sống muôn đời. Này Đức Chúa Giêsu, con tin thờ Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song nghe bởi vì bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con căn tiêm liêng quay. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nắm lấy cùng hợp là một cùng Chúa cho tròn. Xin Chúa chờ để cho con hiểu có Chúa bao giờ. Amen. Yeah.
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa ban bí tích thánh thể cho chúng con, xin cho bí tích này đem lại cho chúng con ơn cứu độ như lòng chúng con hằng mong ước. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Ở giáo họ Trần Xá có anh Gioan Bautista Lê Minh Luân tử nạn trong khi lao động ở bên kia biên giới. Chiều hôm qua thì cho tới chiều tối xác vẫn chưa đem được về, bởi vì qua cửa khẩu khó khăn làm sao ấy. Thì tôi không biết đêm nay đã về tới nhà chưa. Về tới chưa anh Hoàng? Thì bây giờ xác của anh Luân đã đang hiện diện ở nhà. Vậy sau thánh lễ này tôi sẽ đến làm phép xác và viếng gia đình, anh chị em ca đoàn, cũng như những người thân yêu, những người trong xóm giềng, những người trong giáo họ. Chúng ta có thể đến cùng đọc kinh và chia buồn với gia đình. Và sáng mai thánh lễ an táng lúc 5 giờ. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Này Thiên Chúa ba ngôi toàn năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện. Tha thiết này xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Này Chúa cha giàu lòng thương xót, xin nhìn lên nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin cùng cô đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tin thác vào tình yêu quan trọng của Cha. Lạy Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ duy nhất, là vì lương y đầy quyền năng và lòng thương xót, xin thương cho các quân nhân sớm được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin giảm bớt gánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Này Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quan đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của mẹ Maria những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Amen. Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen.